Thương hương ngọc hoa sao bữa nay không có đào làm gì nhanh trên ta, bình thường làm nhiều lắm mà đánh nghe khóc nè. đó, mất rồi. Nãy chị hỏi là yêu thêm mấy người xuống nè, mà nhóm mình đâu có đẹp là mình xuống vậy. Ừ. Con học năm mấy rồi? Học năm nhất. Con tôi học năm sáu. Năm sáu à? Ừ. Ờ, máy dưới đấy mà phải chạy lên trên này được đấy à? Nữa. Hôm nay tuổi rồi sao thấy ông già quá vậy ông hay? Năm nay già rồi. Học thêm á. 32 tuổi rồi. Học thêm lên á. Con hay. Thêm lên. Thì kêu ông một anh rồi. Học thêm lên. Thì tại trước học ngoài Nha Trang học thủy sản à. Xong rồi vừa chuyển học cái này mày học cái ngành gì đâu phải bên cổ truyền đâu. Ừ, học y đa khoa. Y đa khoa học. Y đa khoa bắt học ở cái này nữa hả? À? Dạ đúng, học luôn này anh. Anh học đèn luôn. Y đa khoa cái này cũng được xem hoa đấy chứ. Dạ. Đúng rồi, hiểu gì xem hoa. Tới khi hỏi trường trên chạy đó không biết nữa. Thôi là mỗi thi là nó mỗi nén dữ quá dữ. Ý mà học mấy thằng mà đi học cổ truyền chuyên về cái này ba cái y lý học khùng luôn đi. Khùng luôn em. Lấy cam thảo nha chơi. Cam thảo đâu? Tích mẫu nghe huyết. Rồi mấy gì ăn hẳn này, ông hư rồi. Cái này nếu mà bọn em mà thi thì cũng có mua mỗi vị ít 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 về thi những cái nào xem thi ở điểm cao à. Dược lý á, dược lý học. Dược lý. Chứ còn nhìn này về thi thì 5 điểm, không rớt. Em thi qua môn rồi. Cái này về hoa hồng ấy. Có năm cuối mà không ở bệnh viện mà phải đi vô đây à? Dạ. Năm cuối à, không, cái này giống như em đi nhầm học ở Việt Nam. Nhưng phải là em nhầm đi học đèn rồi đi trước rồi. Năm năm đi học đèn rồi. Cái này là đi Việt Nam nhưng mà lại nó rảnh nó ngủ thôi chơi. Tại vì là Phúc Nam chứ. Cái đầu dạ. Làm này đó. Dạ. Ừ, học đèn thì em khám bệnh rồi em chuyển đón rồi em cho thuốc thôi. Chứ cũng không có học mấy cái dược lý này nhiều. Chỉ học cho qua thôi. Ê, đi kiểm tra không đi. Chuyển thôi vậy.